Đạt 7.0 IELTS cùng với IELTS Tactics, học gần nhà, không lo về giá. Chào mừng đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, IELTS Tactics tung ra ưu đãi tưng bừng, tặng ngay học bổng 10 triệu đồng khi đăng ký khóa học chọn gói, kèm theo các gói học bổ trợ cùng giáo viên hoàn toàn miễn phí đến khi đi thi IELTS thật. Học phí hợp lý chỉ từ 65.000 đồng một giờ. Hãy đến ngay với IELTS Tactics nếu như bạn đang muốn sở hữu trong tay chứng chỉ IELTS để: thứ nhất, apply vào các trường cấp 3 chuyên, các lớp chọn. Thứ hai, apply vào các trường đại học top đầu Việt Nam như Đại học Ngoại thương, Ngoại giao, Kinh tế quốc dân. Thứ ba, làm điểm sáng trong hồ sơ xin việc của mình, muốn apply vào các tập đoàn quốc tế và muốn có một mức lương 1.000 đô. Khỏi lo, IELTS khó, đã có Tactics Law với phương pháp giảng dạy tập trung kích thích tư duy và đẩy mạnh tính thực hành, cùng với sự dẫn dắt và đồng hành của đội ngũ giáo viên từ 8.0 tới 8.5 IELTS trở lên. IELTS Tactics cam kết giúp bạn tự tin chinh phục mục tiêu IELTS 7.0 của mình, tiết kiệm tối đa thời gian, công sức và tiền bạc. Đến với các lớp học tại IELTS Tactics, bạn sẽ nhận được gì? Thứ nhất, tham gia lớp học với sĩ số nhỏ dưới 15 học viên. Thứ hai, được đồng hành và hướng dẫn bởi đội ngũ giáo viên có chứng chỉ IELTS 8.0, 8.5, tốt nghiệp các trường đại học lớn ở Việt Nam và đã từng đi du học tại các quốc gia Anh, Úc, Mỹ, Canada. Thứ ba, theo học một lộ trình học IELTS tinh gọn, chuyên sâu, mang tính chiến lược, giúp bạn có thể phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đạt mục tiêu đầu ra trong thời gian ngắn nhất. Thứ tư, các bạn sẽ được theo học một bộ giáo trình IELTS do trình IELTS Tactics tổng hợp và biên soạn dựa trên thói quen cũng như tư duy học tập của người Việt. Tiếp theo, các bạn sẽ được giáo viên liên tục chấm và chữa bài thi IELTS Writing và Speaking xuyên suốt quá trình học. Và cuối cùng, các bạn sẽ luôn được làm các bài test thi thử 4 kỹ năng để sát sao với tiến độ học tập của mình tại IELTS Tactics. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ được trải nghiệm rất nhiều dịch vụ bổ trợ học tập vô cùng hữu ích như các buổi học bổ trợ cuối tuần hoàn toàn miễn phí dành cho các level tại IELTS Tactics, các chương trình hoạt động ngoại khóa giúp các bạn có thể rèn luyện và thực hành trực tiếp các năng listening và speaking của mình. Đặc biệt hơn nữa, nhân dịp đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, IELTS Tactics có rất nhiều chương trình ưu đãi khủng dành tặng cho các bạn. Nhận ngay học bổng 10 triệu đồng khi các bạn đăng ký khóa học từ 0 đến 7.0 IELTS. Nhận ngay voucher đi thi thật tại hội đồng thi IDP có trị giá là 4.750.000 đồng. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ được tặng kèm thêm 3 buổi học 1-1 cùng với giáo viên ngay trước lúc đi thi. Và đừng quên rủ bạn bè của mình đi nhé, bởi các bạn sẽ được giảm ngay 500.000 đồng khi đăng ký học với nhóm từ 2 người trở lên. Vậy các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy inbox ngay cho IELTS Tactics để được tư vấn khóa học và nhận những ưu đãi vô cùng tuyệt vời này nhé.